trường giang cấp thánh trên trời, vì đạo Chúa hiến thân không mong. Dù gươm sắc bên xa gì bao gian nguy, một lòng chung kiên với Chúa trên trời cao. Vạn vạn tuế các thánh từ đạo Việt Nam, vạn vạn tuế các thánh từ đạo Việt Nam. Trên thế gian tiếng chúng con đang đồng thanh tung hô, vạn vạn tuế các thánh từ đạo Việt Nam, vạn vạn tuế các thánh từ đạo Việt Nam. Xin đoái thương đến chúng con muôn đời, đàn con cất tiếng hát vang lừng, mừng các thánh thắng trên gian trần. Đàn con cất tiếng hát ngợi khen muôn nơi, mừng các thánh hương phúc Chúa trên trời cao. Vạn vạn tuế các thánh từ đạo Việt Nam, vạn vạn tuế các thánh từ đạo Việt Nam. Trên thế gian tiếng chúng con đang đồng thanh tung hô, vạn vạn tuế các thánh từ đạo Việt Nam, vạn vạn tuế các thánh từ đạo Việt Nam. Xin đoái thương đến chúng con muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp anh em trong các hội đường và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường chung của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vu quan vì thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết. Khi người ta nộp anh em thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì. Vì trong giờ đó Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói mà là thần khí của Chúa Cha sẽ nói trong anh em. Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết. Cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Khi người ta bách hại anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em chưa đi hết các thành của Israel thì con người đã đến. Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ đã là khá lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Ben-Zebul, huống chi là người nhà. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm nay đọc vào lễ các thánh từ đạo Việt Nam. Chúng ta là con cháu của các thánh từ đạo. Hãy nhìn vào gương của các ngài. Các ngài đã thực hiện đúng lời mà Chúa dạy hôm nay. Người ta sẽ bắt bớ anh em. Nhưng như người ta đã bắt bớ thầy, thì người ta cũng sẽ bắt bớ anh em. Nhưng mà ai bền đỗ đến cùng thì sẽ được cứu thoát. Cái sự bắt bớ đó không những rằng chỉ đến do những cái người có ác cảm, nhưng mà cũng có thể đến với những cái người ở ngay ở trong gia đình của chúng ta. Anh nộp em, con cái nộp cha mẹ. Những cái điều đó không những nói về các thánh tử đạo phải chết, nhưng mà nói đến cái cuộc tử đạo thường ngày của chúng ta. Mỗi khi chúng ta trung thành chữ đạo của Chúa, là có thể những người ở trong gia đình của chúng ta sẽ có những cái phản đối nọ, phản đối kia. Nhưng mà ai bền đỗ đến cùng thì mới được. Chúng ta thấy rằng để cố gắng giữ tin mừng
hay là sống tin mừng. Cái điều đó là khó, nhưng Chúa dạy chúng ta rằng các con đừng phải lo chia ra trước mặt vua quan các con phải nói gì, bởi vì Thánh Thần Chúa sẽ ở trong các con. Vì thế trong tất cả mọi hoàn cảnh, dù có phải xưng đạo rồi có phải chết, hay là những cái sự chống đối của những người chung quanh ở giữa chúng ta đừng lo. Chúa sẽ ban ơn giúp sức cho chúng ta. Sức của loài người của chúng ta không có thể chịu đựng được, nhưng mà nhờ ơn Chúa thì chúng ta sẽ chịu đựng được. Chúng ta hãy nhìn vào các thánh tử đạo Việt Nam. Các ngài có thể là giám mục, có thể là linh mục, có thể là giáo dân, có thể là nam, có thể là nữ, có thể cả là những con trẻ. Nhưng mà bởi đâu các ngài đã được sức mạnh đó? Bởi vì Chúa ban ơn cho các ngài. Xin Chúa cũng ban cho chúng ta sức mạnh để trong tất cả mọi hoàn cảnh, nếu chúng ta không được chết vì đạo thì ít nhất là cũng noi gương các thánh, chúng ta sẵn sàng hy sinh trong cuộc sống hàng ngày. Đó là cuộc tử đạo dần dần, và chúng ta cũng sẽ được Chúa ban cho cái triều thiên mà Chúa đã ban cho những ai trung tín theo Chúa đến cùng. Nhìn gương sáng các thánh trên trời, vì đạo Chúa hiến thân không màng. Dù gương sáng bên xa gì bao gian nguy, một lòng chung kiên với Chúa trên trời cao. Vạn vạn tuế các thánh tử đạo Việt Nam, vạn vạn tuế các thánh tử đạo Việt Nam. Trên thế gian tiếng chúng con đang đồng thanh tung hô, vạn vạn tuế các thánh tử đạo Việt Nam, vạn vạn tuế các thánh tử đạo Việt Nam. Xin đoái thương đến chúng con muôn đời, đàn con cất tiếng hát vang lừng mừng các thánh thắng trên gian trần. Đàn con cất tiếng hát lời khen muôn nơi, mừng các thánh hương cúng Chúa trên trời cao. Vạn vạn tuế các thánh tử đạo Việt Nam, vạn vạn tuế các thánh tử đạo Việt Nam. Trên thế gian tiếng chúng con đang đồng thanh tung hô, vạn vạn tuế các thánh tử đạo Việt Nam, vạn vạn tuế các thánh tử đạo Việt Nam. Xin đoái thương đến chúng con mừng.